Thưa quý vị, trong tuần Bộ Tài chính đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm một số cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Quản lý Công sản, vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính. Sáng ngày 4 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông La Văn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Công sản. Cũng trong chiều ngày 4 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Phạm Thị Thanh Tâm, trưởng phòng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, giữ chức Phó vụ trưởng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính phát biểu tại các lễ trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo bộ tài chính đều bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới sẽ cùng tập thể các đơn vị tiếp tục chỉ đạo điều hành tốt công việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao